Thực hiện đề án số 03 ngày 3 tháng 5 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Giang về tăng cường thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới trên địa bàn thành phố giai đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 2025. Qua rà soát và trình Ủy ban nhân dân thành phố, phường Hoàng Văn Thụ có 9 điểm được thành phố duyệt để nhân dân tổ chức đám cưới. Tuy nhiên, do chủ trương xây dựng, sửa chữa nhà văn hóa, nên thời điểm này, phường có 3 điểm đủ điều kiện về diện tích, không gian và cơ sở vật chất phục vụ cho việc tổ chức đám cưới. Địa điểm thứ nhất, trụ sở Ủy ban nhân dân phường Hoàng Văn Thụ, số 87 đường Lê Lai, với tổng diện tích 5.000 m². Trong đó, nhà hội trường có diện tích hơn 450 m², có thể dễ dàng tổ chức tiệc cưới với số lượng khách lớn. Địa điểm này được trang bị đầy đủ cơ sở vật chất, điện, nước, khu vệ sinh và điểm đậu đỗ xe. Nhân dân có nhu cầu liên hệ với bà Nguyễn Thị Hồng Dương, công chức văn phòng thống kê Ủy ban nhân dân phường Hoàng Văn Thụ. Số điện thoại 0374 695 886. Địa điểm thứ hai, trường tiểu học Võ Thị Sáu có địa chỉ tại số 78A, đường Lê Lai, phường Hoàng Văn Thụ. Tổng diện tích gần 5.200 m². Trong đó, sân trường rộng 2.000 m² với đầy đủ tiện ích như điện, nước, khu vệ sinh cùng hệ thống cây xanh, cây trang trí. Các gia đình hoàn toàn có thể yên tâm khi lựa chọn tổ chức đám cưới tại đây vào các ngày thứ Bảy và Chủ nhật. Khi có nhu cầu, liên hệ trực tiếp với ông Nguyễn Hồng Sơn, hiệu trưởng trường tiểu học Võ Thị Sáu. Số điện thoại 0989 751 774. Điểm tổ chức đám cưới tại trụ sở Ủy ban nhân dân phường Hoàng Văn Thụ và trường tiểu học Võ Thị Sáu còn có lợi thế là nằm cạnh khuôn viên và hồ Nguyễn Du, được tận hưởng khung cảnh xanh mát của rặng cây, và đó sẽ là những điểm chụp ảnh ấn tượng dành cho mỗi đám cưới. Địa điểm thứ ba, nhà sinh hoạt văn hóa tổ dân phố Hoàng Văn Thụ có địa chỉ tại ngõ 225 đường Lê Lợi, phường Hoàng Văn Thụ, với diện tích hơn 560 m². Trong đó, diện tích nhà sinh hoạt văn hóa gần 172 m², sân bê tông gần 395 m². Nhà văn hóa được trang bị đầy đủ hệ thống điện, nước và nhà vệ sinh. Đây cũng là một điểm có sức chứa lớn, phù hợp cho việc tổ chức tiệc cưới. Khi có nhu cầu, liên hệ với ông Trần Anh Mỹ, tổ trưởng tổ dân phố Hoàng Văn Thụ. Số điện thoại 0913 374 189. Trong thời gian tới, khi các nhà sinh hoạt văn hóa hoàn thành và đi vào sử dụng, Ủy ban nhân dân phường Hoàng Văn Thụ sẽ tiếp tục khảo sát và trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt các địa điểm tổ chức đám cưới đủ điều kiện và phù hợp để phục vụ nhu cầu tổ chức tiệc cưới của nhân dân thành phố.